Hello, hello tất cả anh em. Hôm nay mình là lên cho anh em một video giới thiệu và review một cái phiên bản mà chắc là đa số anh em sẽ thích. Ngày trước mình livestream mình review một số bản khác ấy, thì anh em có mình đọc được rất là nhiều comment của anh em yêu cầu review một cái bản nào mà nó không có cái trang bị, cái đó là cái gì ta, cái gì mà mẹ sao tự nhiên quên mẹ tên nhỉ, à cái ngoại vực cái mà cấp 100 nó cho đấy anh em ạ. À, anh em yêu cầu là một bản làm không có ngoại vực, thậm chí anh em còn kêu mình mở một bản không có ngoại vực để mà chơi. Thì ngay bây giờ đây mình sẽ review và giới thiệu cho anh em một phiên bản mà không có hành trang ngoại vực đấy, không có hành trang ngoại vực để mà anh em chơi. Sẽ được open vào lúc 18 giờ tối nay, tức là 18 giờ ngày 14 tháng 11 năm 2014, và tối nay mình sẽ livestream tặng hai acc full mod, kèm với lại là ở trong acc nó có thêm 1.000 năm, một nghìn năm con đấy để cho anh em chơi. Và khi cái event này tặng acc thì tối nay 18 giờ open server đúng không, 18 giờ mình sẽ livestream tới 18 giờ 30 hoặc 18 giờ 45 gì đó. Mình sẽ quay event một acc là mình sẽ livestream mình vừa nạp và mình vừa up lực chiến xương 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 trên livestream, còn một acc nữa thì mình sẽ tặng thẳng vào tài khoản nhân vật của anh em luôn. Cho nên ngay bây giờ anh em nên tải game, anh em tạo acc, và đúng cái thời gian đấy anh em vào anh em tạo nhân vật. 18 giờ anh em vào anh em tạo nhân vật, anh em để con nhân vật đấy xong anh em ra xem livestream và anh em tham gia event anh em nhé. Mình sẽ gửi thẳng vào nhân vật của anh em chứ mình không có tạo acc và mình nạp rồi mình gửi acc cho anh em đâu. Đấy, một acc, xin nhắc lại, một acc thì trên livestream mình sẽ nạp và mình up những cái cơ bản, phần còn lại mình sẽ để cho anh em up. Đấy là một acc là tặng acc có tài khoản mật khẩu nhá. Còn một acc nữa là anh em phải tự tạo, sau đó mình sẽ gửi vào cho anh em. Đấy, mình sẽ nhờ admin gửi cái add full mốc nạp đồ các kiểu, add cái phần quà đấy vào cho anh em để anh em nhận. Tức là hai acc hai cái hình thức khác nhau nhá, nhưng mà cái hình thức nhận giải thì cũng chỉ có một thôi, là mình sẽ quay số may mắn ở trên tại kênh chat tại livestream cá gaming và mình sẽ tặng cho anh em. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng với anh em review qua xem thử, ngoài cái mình vừa nói là không có hành trang ngoại vực thì ở cái phiên bản này nó còn cái gì hấp dẫn. Mình cũng vừa nhận được cái đường link này thôi, mình chưa có xem trước hay cái gì cả. Đấy, đây đầu tiên vào thì quá quen thuộc chỗ này là để tải game App Store CH và Play Android APK. Thì cái biểu tượng nó nhìn gọi là nó thay đổi một chút xíu về chỗ này thôi, có mấy cái bản thì nó nhỏ hơn, cái này thì to hơn, nó cũng chả có gì khác biệt cả. Đó, công năng và hiệu năng của nó thì nó cũng như nhau, bấm vào chỉ để tải game đấy. Tiếp theo nữa thì đăng nhập và nạp thẻ, hai nút này thì như nhau, bấm vào để mà đăng nhập, tạo 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 kiểu như là tạo tạo à võ lâm đại hiệp .net. Mình còn được admin gọi là giới thiệu một cái tính năng, gọi là một cái tính năng hot hơn nữa là ở dưới này anh em ạ. À, theo như bác admin nói là bản này là bản duy nhất gọi là có một số cái như là xếp hạng lượt chiến, nó giống như bên bản chính anh em ạ. À, lấy dữ liệu vào lúc 00 giờ hiển thị bảng xếp hạng từ 9 giờ mỗi ngày. Thì dữ liệu của cái bảng xếp hạng lượt chiến này anh em có thể xem lượt chiến ở tất cả các server đấy, và lấy cái dữ liệu này từ hồi lúc, thí dụ lấy dữ liệu là 12 giờ đêm và tới 9 giờ sáng nó sẽ cập nhật và hiển thị đó bảng xếp hạng lượt chiến cũng như là mấy cái thông tin giờ bot và các hoạt động quan trọng này. Để mình xem thử trong này nó hiển thị cái gì. Ở trong này thì một số các hoạt động như là U Minh, Hắc Diện, Long Quân, cái này thì cũng không có gì nhiều anh em ạ. Cái này thì người ta thật ra những cái bảng private như thế này cập nhật để ngồi làm những cái này nó rất là mất thời gian, thay vì đó là ngồi nghiên cứu về game thì nó sẽ hơn. Còn như cái này ấy thì nó mặc định nó lấy dữ liệu xong nó đắt lên đây ấy, thì mình nghĩ là nó là code làm nó nhanh hơn, kiểu như nó tự động á. Còn mấy cái này thì phải thủ công viết bằng tay hơi lâu.
Còn hướng dẫn nạp thẻ rồi mấy cái này cơ bản quá. Vào đăng nhập vào thì có tiền là nạp được thôi. Hướng dẫn kiếm tiền thì hơn. Kiếm tiền nạp thẻ thử trộm chó rồi này nọ là chai á. Bán ở đâu? Làm sao để không bị bắt rồi á. Thì kiểu như vậy á là nó cũng thiết thực hơn. Chứ còn hướng dẫn nạp thẻ thì ai chả biết. Chủ yếu là tiền ở đâu mà nạp thôi chứ còn. Bây giờ ở đây thì kiểu như là đăng ký à, thì bấm vô đăng ký đúng không? Đăng ký xong rồi vào đăng nhập vào. Đấy. Trang chủ thì nó không chỉ thế thôi anh em. Nó đặc biệt cái là ở đây có cái update về cái lực chiến, thì anh em có thể không cần phải tạo một cái acc clone đi qua server khác để xem thử thằng bên đó nó mạnh nó yếu ra làm sao, nó thế nào, nó ba la ba la, mà anh em chỉ cần lên trên trang chủ anh em xem là có hết đấy. Còn bây giờ thì qua bên fanpage ha. Võ Lâm Đại Hiệp 37 phái mình sẽ copy qua bên cái chính thức đi, cái tab đây không cả để avatar thế này. Giờ bot và có hoạt động, ok mình sẽ xem cái này sau. À đây mình xem cái bài ở bình trước. Bản siêu hot không đồ ngoại vật khai mở mấy chủ S1 Đại Hiệp vào lúc 18 giờ ngày 14 tháng 11 năm 2024, là tối nay nha mọi người. Xin nhắc lại một lần nữa là tối nay open S1 Đại Hiệp vào lúc 18 giờ ngày 14 tháng 11 năm 2024. Mình sẽ livestream tại kênh Cá Gaming và làm event tặng hai acc. Tặng hai acc, một acc là mình sẽ nạp sẵn ở tài khoản mình tạo và mình sẽ nạp sẵn, mình livestream mình up những cái trang bị cơ bản, up một số cái đồng hành sơ sơ sơ, mua quà kiếm hiệp, mua quà đồ các kiểu, rồi mình sẽ tặng cái acc đấy. Một acc nữa là mình không có tạo sẵn và mình sẽ add tiền vào trong cái acc mà anh em đã tạo, cho nên là anh em cần phải tạo acc ngay tại thời điểm bây giờ. Anh em phải tạo, anh em phải tải game và anh em update sẵn sàng hết, anh em đăng ký tài khoản tới giờ đó anh em vào anh em đăng ký nhân vật, acc phải có nhân vật thì mới nạp được anh em nhá. Ok quay lại trở lại này. Server test thì đang mở rồi, hỗ trợ tải Android và iOS tốc độ cao. Phiên bản này là phiên bản 36 phái. Đấy, đã có đường môn thức tỉnh. Mốc nạp thì chỉ với là 350 một tuần, vừa vừa tay vừa tay. Phong độ 500 700 600 300 rồi gì đó thì nó còn dạng thuộc dạng thấp. Bây giờ một số bản người ta làm rất là cao. Mình nghĩ trung bình các bản thì bây giờ tầm 1 triệu. Có bảng lên tới 2 triệu, 1 triệu rưỡi, 350 mình nghĩ là cũng thuộc dạng là cũng bèo nhèo. Hôm trước mình làm có một bảng 100 thì nó hơi thấp, 100 thì nó gọi là nó thấp quá, 350 thì nó cũng có gọi là có cái. Vào game nhận ngay level 70, tức là vào vào là anh em cho có level 70 và một số cái móc nạp cơ bản ha. Đấy, và móc nạp này. Đăng ký tài khoản mới, tạo tài khoản là anh em có 20 củ su web. Hàng tuần thì sẽ có mấy cái event này thì hàng tuần anh em chơi game thì anh em biết. Huyền binh huyền khí tặng đồng hành 4S, tặng mua khách 4S, tặng full set hoàng kim, bạch kim, kim cương. Anh em có fan cứng thì 3 triệu xu mỗi tuần. Cô đê này, lưu ý này, cô đê là Võ Lâm Đại Hiệp, cô đê ngày, cô đê tuần. Đấy. Cô đê ngày thì 12 giờ trưa reset. Cô đê tuần thì 12 giờ trưa thứ hai hàng tuần reset. Đó nhớ nha. Duy nhất ngày hôm nay Evan Long Tin S1 Đại Hiệp like sệt tan ba bạn. Cộng comment là chiến ngay S1 Đại Hiệp, phần thưởng nhận ngay móc nạp là 50, 100, 150, 200 và 5 triệu su web. Ôi, phần thưởng đấy không phải đơn giản đâu nha, phần thưởng rất ngon đấy. Anh em làm ngay Evan ở phía dưới này. Đấy, để mà nhận nha anh em. Đây cũng được, làm hình như làm đây cũng được. Đấy, hai bài. Ui, ba bài luôn. Đấy, mấy cái bài này anh em làm bài nào cũng được. Ok. Và bây giờ mình điểm qua nè, các hoạt động mà. U Minh Cấm Địa là 11:30 và 18:30 hàng ngày, tức là trước một tiếng so với lại Minh Chủ Võ Lâm. Giờ bot U Minh Cấm Địa. Giờ đây là giờ vào, còn giờ mà bún bot á là trước 55 phút so với lại Minh Chủ Võ Lâm. Bốc thần thú là 12 giờ, 17 giờ và 23 giờ 10.
sau khi bốc thần thú sẽ kết thúc sau 10 phút, nếu bốc có chết hay không chết gì đấy kệ mẹ nó, tổng kết và phát thưởng, được chưa ạ? Tranh đoạt bốc người tiếc 18:52 cho đến khi dứt hết bốc, lẻ lẻ nha. Bốc hát diện lăng quân 19:50, siêu bốc là 20:20, thần quang vũ là 20:50. Ôi thế thì hoạt động của cái game này chủ yếu ấy, thương nhân tây vật lúc 19:05 hàng ngày hả? Cái này thì vào trải nghiệm thì mới biết là thời gian nào nhé anh em. Thế thì buổi tối đa số hoạt động tập trung về buổi tối anh em ạ. Buổi trưa thì có cái minh chủ võ lâm với cái này. Không biết thu linh dạng ngồi ở tất cả các ba cái ở cái bảng này ấy thì nó sẽ cho những gì có hấp dẫn để anh em tham gia hay không. Còn ngoài ra thì hầu như hoạt động tập trung về buổi tối là dày. Khoảng tầm cỡ tầm bốc thần thú này. Anh đem em từ 5 giờ chiều anh em đi làm về, xong anh em đi bốc thần thú phát, xong anh em vào tắm, xong rồi ỉa gái, xong đá chén cơm, xong rồi đi gọi cứ ôm điện thoại quốc quốc thẳng cho tới 23:10. Thật ra trong thời gian đấy thì vẫn có khoảng nghỉ tay chứ không phải là quốc hết, nhưng mà thường hoạt động khá là kín vào buổi tối. Nôm na là nó làm như thế này để kiểu anh em ban ngày đi làm á, anh em vẫn không bị miss hoạt động nhiều. Mít thì cùng lắm cái minh chủ võ lâm với cái u minh cấm địa, xem cái bốc thần thú 12 giờ đấy, còn lại buổi tối thì anh em đớp được hết. Ban ngày phải làm kiếm tiền, buổi tối về có tiền nạp game kiểu thế anh em ạ. Ok, một lần nữa xin nhắc lại, tối hôm nay tại kênh Cá Gaming livestream nha anh em, vào lúc 18 giờ mình sẽ livestream và sẽ tặng ạc cho anh em. Ờ, cụ thể là ạc giá trị nó mình chả biết giá trị nhiêu, nhưng mà nó phải rơi vào tầm khoảng cỡ độ còn bây giờ thì chắc là dừng video này tại đây ha anh em. Hẹn gặp lại anh em vào tối nay lúc 18 giờ. Lúc 18 giờ nha anh em ơi. Bye bye mọi người. Nhớ rủ bạn bè và người thân của mình tham gia. Tham gia càng đông thì tỷ lệ đội của mình nhận được phần thưởng càng lớn nha mọi người. Bye bye mọi người nha.